Bữa giờ đi chợ thì mình gặp cái trái này rất là nhiều luôn rồi mọi người, nên để bữa nay mình ăn thử để coi nó như thế nào ha. Lúc đầu lại thì mình định lấy ba cái trái màu tím đậm ở trên kìa, xong quay qua bà mới hỏi mình là đã biết ăn cái trái này hay là chưa, rồi mình mới nói là không có biết. Xong quay qua nhìn thấy bà nhìn mình chưng hửng vậy đó, thì mình nghĩ đơn giản là mấy cái trái để trên đây thì có thể là ăn được, nên là mình định lấy mấy cái trái mà màu tím đậm á. Nhưng mà không phải, để mà ăn được cái trái này thì mọi người phải sờ cái vỏ của nó chín mềm thì mới ăn được bên trong nha. Đang chuẩn bị vào mùa thu nên là mùa này thì hồng quá trời quá đất, mà cái loại hồng đen sô cô la này thì lâu, hết sức lâu mình mới thấy lại luôn nha. Nhà mình thì hiện tại trong tủ lạnh đang có là một hồng vàng với một hồng đen. Hồng đen này thì được cái là nó cứng mà nó giòn dữ lắm nha. Còn cái trái màu tím này thì tên tiếng Nhật của nó là akebi, còn tiếng Việt nó là cái gì thì mình không có tra ra được. Trái này thì được cái là có một cái đường kẻ để cho mình dễ tách ra, giống như là sầu riêng vậy đó. Để trong ba lô đem về thì nó bị bung hết trái rồi, nó thành ra là phải lấy chỉ buộc lại. Trái này khi mà chín thì thật sự nó rất là dễ tách vì nó chỉ có một cái đường kẻ duy nhất thôi. Thật sự thì mình không nghe được bên ngoài có một cái mùi đặc trưng gì hết, nhưng mà nhìn cái thịt bên trong của nó thấy rất là lạ nha. Hơi hơi giống thanh long một tí, với lại giống một cái gì đó, nhưng mà mình không có nhớ ra được. Nhờ vét vét cái hộp ra thì mình mới nhớ là cái trái này nó giống với cái trái nhào. Thôi thì bây giờ để mình ăn thử coi cái vị của nó ra làm sao ha. Nói chứ vừa ăn mà vừa suy nghĩ thì mình cũng không biết diễn tả nó như thế nào nữa. Rồi lo lờ lờ cái hộp xíu nữa là mắc cổ rồi. Cái trái này thì cái thịt của nó sẽ mềm mềm mát mát và có một cái độ ngọt nhẹ nhẹ nha. Mình thấy ăn cái trái này thì nó cũng ngon á, nhưng mà có điều là lừa hộp mỏi miệng quá. Ta nói nó mỏi y chang như là đang ăn cái trái bình bát vậy đó. Ăn tầm khoảng 2 trái thôi là muốn no rồi, nhưng mà phải công nhận là ăn vô nó mát thiệt. Mọi người nếu biết cái trái tím tím này còn có cái tên gì nữa thì nói cho mình biết với ha. Cái trái này mọi người thì nó kiểu như cái thịt của nó mềm mềm mà nó ngọt một cách nhẹ nhàng vừa phải, nhưng mà hộp rất là nhiều nha. Nhưng mà ăn vô thì cảm thấy nó mát mát mà nó ngọt nhẹ nhẹ. Có cái là ăn cực kỳ mỏi miệng luôn. Cái hộp nó nhiều quá nè. Hộp nhiều. Mà ăn hết hai trái này là coi như là muốn muốn no luôn đó. Cái trái này á, thường á thì mình thấy những cái trái mọc dại á, thì cái màu tím của nó sẽ không có đậm bằng cái trái này đâu. Nhưng mà mình nghĩ cái này chắc người ta trồng phân thuốc này kia nhiều á, nên là cái trái này nó sẽ đậm hơn. Còn cái trái này á, thì nó sẽ không không đậm bằng mà nó bị chày nhiều. Còn trái này giống như là hình tuyển vậy đó. Nó đậm, màu tím rất là đẹp luôn. Mà nó không có bị chày xước hay gì á. Ăn cái này thì cũng hay hay đó, cũng thích đó. Tại vì nó cứ mềm 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 vậy nè. Thanh long thì cũng không giống thanh long, tại vì cái này kiểu nó mềm, nó kiểu như giống thạch hơn. Có cái là ăn mỗi miệng.